nhân triển lãm ảnh Hà Nội 1967-1975 đang diễn ra tại Hà Nội, mới đây Viện Gớt, Nhã Nam và Manzi đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Bernhard. Thomas Bernhard sinh năm 1937 tại Đức là một trong những nhiếp ảnh gia đặc biệt. Những tấm ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 1960 đã khiến ông nổi tiếng khắp thế giới. Ảnh của Thomas kể cho người xem về sự bất công xã hội, về sự nghèo đói, sự đau khổ, về chiến tranh, nhưng cũng về cuộc sống của những con người và nụ cười của họ. Hơn 100 bức ảnh được trưng bày lần này tại Hà Nội đã được biên tập và in lại trong cuốn sách ảnh cùng tên. Trong buổi ra mắt sách, độc giả có cơ hội được trò chuyện cùng những người đã đi qua thời gian khó, không thể quên của Hà Nội. Thông qua cuốn sách, người xem một lần nữa có thể cảm nhận chân thực về câu chuyện với những hình ảnh đời thường, giản dị và đầy cảm xúc về Hà Nội từ 40-50 năm về trước.